Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay đầu tuần thì sale chút lấy động lực tuần mới các bác nhỉ. Kiếm đơn lấy lộc nè. Thì hôm nay thì em có ở đây có khoảng độ 6 mẫu Oren. Toàn bộ ở đây là hàng mới hết các bác nhé. Và đặc biệt là hôm nay sẽ có một cái mức giá sale khá là tốt. Mỗi chiếc là sale một cái nhờ các bác nhỉ. Giá thì để tốt luôn cho các bác nhé. Ở đây thì em có số lượng cho nên là để cho các bác cái giá tốt tốt một tí đầu tuần nhỉ. Chiếc đầu tiên muốn giới thiệu đến cho các bác là một mẫu Oren SK đã quá nổi tiếng ở thị trường Việt Nam trước đây và kể cả bây giờ rồi. Đây là một mẫu tái bản và nó có tên là Oren SK 2019. Không phải là nó được sản xuất vào năm 2019 mà năm 2019 thì chiếc Oren SK này được tái bản theo kiểu dạng thương mại. Tức là trước đây SK đã được tái bản khoảng độ 2 lần nhưng mà nó chỉ tái bản ở phiên bản kỷ niệm, tức là sản xuất có giới hạn thôi. Còn với phiên bản từ 2019 đổ về đây thì chúng ta sẽ thấy là những phiên bản đấy là những phiên bản được tái bản theo kiểu dạng thương mại, được sản xuất số lượng lớn. Và cái chiếc Oren SK mà em đang cầm ở trên tay này là một chiếc phiên bản Made in Japan, sản xuất và lắp ráp tại Nhật luôn, các bác chú ý nhé. Cho nên nó sẽ đắt hơn là phiên bản mà sản xuất tại nước thứ ba đấy, cụ thể đấy. Thì cái phiên bản này nếu mà em nhớ không nhầm thì hãng đang bán cho này nó rơi vào tầm khoảng gần 8 triệu thì phải, 7 triệu, hơn 7 triệu. Tuy nhiên thì giá bọn em thì rất là tốt rồi. New con này hôm trước giao các bác là 4950 đúng không? Hôm nay giao với các bác 4 triệu 6 thôi. Giá cực kỳ tốt luôn các bác nhé. New luôn các bác chú ý nhé. New 4 triệu 600 ngàn. Giá quá rẻ rồi các bác, không cần phải mặc cả đâu, giá rẻ nhất Việt Nam rồi. Thì với Oren SK 2019 thì chúng ta vẫn sẽ thấy là cái hơi hướng của SK 1970, 80 và thế kỷ trước. Form dây thép cuộn này. Khóa thì nó sẽ khác biệt một chút. Khóa ở đây thì chúng ta đã có bấm mở chức năng rồi. Đây là cái điểm khác này. Ba nút chức năng thì bây giờ chỉ còn là hai nút thôi. Bởi vì máy ngày xưa là máy 46943 thì có thể hiện tại là cái máy thấp nhất của nhà Oren. Tuy nhiên máy trên con SK 2019 này đã được sử dụng con máy F6922. Có thể nói là trong cái tầm giá này thì cũng là một trong những con ngon, bổ rẻ và lành, bền, ít khi bị hư hỏng đấy. Thiết kế thì các bác vẫn thấy là mặt trên đánh xước này, bốn đinh ở bốn góc này. Kính thì trang bị vẫn là kính cứng này. Mã số con này thì các bác chú ý so với hàng fake nhé. Mã số của SK bây giờ ấy thì nó sẽ có một cái cột màu hồng cánh sen ở chính giữa, có chạy tia rất đẹp ở đây này, hai bên là hai bảng đèn. Đấy, còn cái hàng fake bây giờ thì nó sẽ là hồng toàn bộ cái mặt số. Đây là cái thiết kế mà nó dùng để cho các bác có thể phân biệt được cái hàng fake đấy. Cọc kim được mạ PVD màu yellow gold vàng chanh rất là đẹp, ấn tượng với kiểu dạng cọc đinh tán này rất đẹp đấy các bác nhé. Đấy, thiết kế thì ba kim hai lịch đó. Và hơn nữa thì con này có trang bị dạ quang ở cọc số cũng như là kim giờ phút. Nói chung là dạ quang SK cũng khá là ổn. Đáy thì đáy kín là các bác chú ý nhé. Con này thì là bản Made in Japan cho nên đằng sau các bác sẽ thấy là cái dòng chữ là Made in Japan này, chứ không còn là Japan Moment, bởi vì con này nó sẽ có hai phiên bản. Đấy, các bác chú ý nhé. Con này thì mã Nhật nội địa nó sẽ là RNAA0B02R. Đấy, nó sẽ khác với SK trước 2021, 22 một chút. Đây là SK mà date mới nhất thì cái mã nó sẽ hơi khác biệt một chút. Giá 4 triệu 6 các bác nhé. New full box size 42. Lên tay cho các bác thử này. Tay 15.7. Con này càng cụt cho nên là tay 15.7 đổ lên là đã chơi được rồi. Nói chung là các bác lớn tuổi thì chắc không cần phải giới thiệu về SK nữa. Còn anh em thanh niên mà muốn tặng quà cho bố hay là cho chú trông của mình ấy thì tặng con SK là chuẩn bài. Ngày xưa ai mà không biết SK. Rồi. Oren Sun Moon Gen 3 cũng không cần phải giới thiệu nữa các bác nhỉ. Một con đã quá quen thuộc của nhà Oren rồi. Oren Sun Moon Gen 3 và con này nó sẽ có dòng chữ Sun Moon nhé. Cái bản thị trường dành cho thị trường Nhật thì nó vẫn có dòng chữ Sun Moon, các bác chú ý này. Còn ở bản bây giờ ấy, bản không phải là bản bây giờ mà bản sản xuất cho thị trường ngoài Nhật thì nó sẽ không còn cái dòng chữ Sun Moon này nữa. Cũng không hiểu lý do nhưng mà tại sao, nhưng mà những cái phiên bản được bán ở Nhật đấy các bác chú ý nhé, nó vẫn còn dòng chữ Sun Moon này. Ở đây là bản Made in Thái Lan các bác chú ý nhé. Đây này, các bác nhìn này, đây Made in Thái Lan này. Nhưng các bác phải để ý cái bản này nó sản xuất và lắp ráp tại Thái Lan nhưng mà nó đưa về thị trường Nhật phân phối, vì vậy mà toàn bộ tem mác của nó sẽ ghi bằng tiếng Nhật. Đây các bác chú ý nhé,
Cái bản này là bản xuất ngược lại Nhật này, và nó sẽ có mã hiệu là RN-AK0001S. Đấy, giá niêm yết ở đây toàn bộ bằng tiếng Nhật hết. Đấy thì trước đây thì nó chỉ là Japan Movement thôi, nhưng mà từ 2024 đổ về đây thì các bác sẽ thấy sẽ xuất hiện Orange Made in Thái Lan, là bởi vì bây giờ máy của thằng Orange nó cũng đưa về Thái Lan nó sản xuất rồi. Ngày xưa nhá, máy thì toàn bộ sản xuất tại Nhật, còn thằng Thái Lan này, thằng Trung Quốc, nhà máy của Orange ấy, thì chỉ được gọi là làm thân vỏ rồi lắp ráp rồi dây dợ hộp hiếc các thứ thôi. Nhưng mà bây giờ các bác để ý nhé, máy của thằng Orange cũng đã được đưa về Thái Lan. Tất nhiên đúng không ạ, bây giờ về Thái Lan nhân công rẻ, giá rẻ, tiết kiệm được một mớ chi phí, sau đó xuất ngược lại thị trường Nhật. Đó, các bác thấy nó rườm rà không? Nhưng mà đúng thật sự là ở trong cái thời đại này tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy đúng không ạ? Hãng cũng vậy thôi, cũng là con người hết mà. Rồi thì với chiếc Orange Sunmoon Gen 3 Road này thì đây là chiếc đồng hồ bán chạy nhất của nhà Orange từ trước đến nay, không cần giới thiệu rồi. Dây thì hơi cứng một tí đấy các bác nhé, tầm trung mà. Khóa bướm mạ PVD màu rose gold vàng hồng cực kỳ dày dặn này. Con này giá hãng hơn 13 triệu cơ. Con này giá hôm trước thì em giao lưu bác 6 triệu 8, hôm nay lấy các bác 6 triệu 6, lộc lộc luôn này. Kính sapphire mặt màu trắng kem, trắng ngà, rất đẹp này. Cọc la mã kim lá liễu, lịch thứ, lịch ngày, lịch sun and moon, thiết kế cổ điển sang trọng, hệ thống mặt vân thì phải nói là quá đẹp đi. Đáy hở các bác chú ý nhé, máy con này là F6B24 này. Đây các bác nhìn thấy cái dòng chữ Seiko Epson Corp nhưng đã thêm cái dòng chữ Thái Lan này. Đấy. Tức là cái thằng này là công ty chủ quản thằng Orange, là chuyên sản xuất lắp ráp cho thằng Orange ở trong Nhật này. Nó chính là công ty con của tập đoàn Seiko đấy, cho nên là người ta hay nói là Orange thực ra là công ty con của Seiko. Đấy. Và bây giờ thì cái nhà máy Epson đấy đã sang Thái Lan rồi và nó sản xuất và lắp ráp luôn. Tức là ngày xưa thì máy thì vẫn làm ở Nhật nhưng mà bây giờ máy đưa luôn sang Thái Lan cho rẻ. Rồi 6 triệu 600 ngàn các bác nhá. Quá rẻ, size 42. Sun & Moon thì không phải là một chiếc đồng hồ dành để đeo vừa. Sun & Moon nó như kiểu bọn Hublot hay Richard Mille, Frank Muller là những cái chiếc đồng hồ sinh ra để đeo to ấy các bác. Cho nên là anh em cổ tay nhỏ thì thôi vẫn chơi được nhé. Bởi vì thực ra với Sun & Moon thì nó không có định nghĩa là một con đồng hồ đeo vừa. Bởi vì nếu mà để đeo vừa một Sun & Moon thì bác nên có một cổ tay khoảng tầm 17 năm, 18 cơ. Mà cổ tay đấy ở Việt Nam mình không nhiều. Nhưng mà Orange Sun & Moon Gen 3 vẫn là chiếc đồng hồ bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam. Thì thực sự các bác phải hiểu là đeo con này to một chút chấp nhận được, các bác chú ý nhé. Đừng quá nhỏ là được, anh em cổ tay loanh quanh 16 như em là đeo đã được rồi. Bởi vì con này đeo dây da mà cho nên nó ôm tay lắm. Hôm nay sao giao lưu các bác new có 6 triệu 6 thôi, quá rẻ đi nhỉ. Rồi ở đây thì một phiên bản cực kỳ hiếm luôn, em đảm bảo các bác cái bản này bây giờ hãng còn không còn. Hãng bây giờ còn xanh dương, xanh ngọc rồi đen trắng chứ làm gì có màu đề mi này. Hãng bây giờ cháy luôn. Mà có còn thì giá cũng cao. Con này thì các bác cứ tưởng tượng màu xanh dương hay màu trắng thì giá hãng nó cũng đã rơi vào tầm gần 26 triệu rồi. Thì cái con này bét ra nó cũng phải rơi 27, 28 triệu đúng không? Đề mi vàng bao giờ nó cũng đắt hơn khoảng đôi 3 triệu. Đấy, còn hôm trước giao lưu bác 13 năm đúng không? Hôm nay giao lưu bác 12 năm. Nghe sướng không? Sướng cái lỗ tai, bớt ngay 1 triệu. New luôn nha bác nhé. Con này thì nó sẽ có mã hiệu. Đây là phiên bản Nhật nội địa các bác chú ý này. Mà cái mã hiệu của nó là RK-AV0124G. Orange Star thì toàn bộ là made in Japan. Riêng Orange Star các bác chú ý nhé, là nó vẫn sản xuất lắp ráp tại Nhật, nó không đưa sang nước thứ ba, cho nên Orange Star thì thứ nhất là cái giá nó sẽ cao hơn khá là nhiều. Và cái thứ nhì là dù gì cũng là bộ mặt của Orange cơ mà, cho nên là mọi thứ tinh hoa của nó thì nằm tập trung ở Orange Star hết. Thì chiếc Orange Star của em đang cầm trên tay thì một chiếc mà anh em Việt Nam vẫn hay gọi trêu nó là dốc cơ mặt hề. Đấy, hoặc là con này gọi tên chuẩn của nó là semi skeleton, không hẳn là skeleton bởi vì nó chỉ lộ ra một phần thôi, cho nên gọi con này là semi skeleton. Đấy, tức là lộ khá nhiều nhưng không phải lộ hết. Còn gọi nó là open heart thì cũng không đúng, bởi vì con này thì ngoài cái open heart ra thì nó còn vẫn lộ thêm khá là nhiều chi tiết ở bên trong nữa mà, cho nên gọi là semi skeleton đó. Rồi 12.500.000 new 100% full box nhá các bác. Bây giờ các bác,
Cái này phải sorry các bác. Con này hôm trước là 14 năm, hôm nay bán 13 năm. Sorry các bác lại 12 năm, 12 năm giá nhập mất rồi. 13 triệu 500 ngàn mới 100% full box. Sorry các bác nhé, 13 triệu 500 ngàn. Rồi, thì với form dây mới, ba mắt đánh xước này, hai chỉ đánh bóng này, thiết kế phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn thấy mặt trên vẫn đánh xước, đánh bóng nhé. Nhưng các bác phải để ý là cái độ cong bo tay này. Cho nên là con này là một con size 41 nhưng mà rất dễ đeo. Tem 15.7 các bác nhìn này, đeo đẹp luôn. Bởi vì nó có cái độ bo tay rất là cao. Đấy các bác nhìn không? Đeo dễ lắm. Con này thì hơi hướng sport với thiết kế cực kỳ dị, thiết kế như một cái mặt hề vậy. Cho nên là gọi là dốc cơ mặt hề. Đề mi vàng, mặt vàng luôn, cọc kim vàng luôn, thiết kế ấn tượng. Con này là bản 50 giờ các bác nhé. Trang bị dạ quang rất sáng luôn đấy ạ. Đấy, kính sapphire rất trong. Rất rất trong các bác nhé. Máy thì hở. Con này thì máy được sử dụng trên con này là con máy F6 thì phải. F6, F4 thì phải. Rồi, đúng rồi, con này là F6, F4. Rất ngon các bác nhá. Máy 21.600 chữ con 50 giờ, automatic có hỗ trợ con tay, sai số tốt. Con này máy sẽ tương đương với bọn 6R15. Cấu hình cũng ngon, đúng không ạ? Đề mi vàng sang trọng. Con này 13 năm không phải 12 năm các bác nhá. 13 triệu 500 ngàn new 100% full box. Giá đây là rẻ nhất thị trường rồi đấy. Rồi, một chiếc Orange Marshall. À đúng nhỉ. Đúng rồi, Orange Marshall. À đúng. Sorry các bác, con này là Orange Monsoon. Orange Monsoon. Nhưng mà đây là date màu 2024. Tại sao lại gọi là màu 2024? Bởi vì trước đây thì cái màu con này thì nó sẽ chỉ có màu trắng, đen, xanh dương, đề mi vàng. Đấy. Còn sang 2024 thì chúng ta có thêm màu đỏ này, màu xanh lá này, màu phun vàng này. Đấy, nó sẽ có thêm mấy màu nữa. Thì trong 2024 thì nó mới xuất hiện thêm mấy cái màu này. Và giá này cũng hãng rất cao đấy các bác nhá, hơn chục triệu, mười mấy triệu đấy. Con này thì bình thường bọn em bán là 5 triệu 8 đã rẻ rồi, hôm nay lấy cho các bác 5 triệu 6 lấy lộc luôn. Đã quá đẹp đi. 5 triệu 6 các bác nhá. New 100% full box. Và chiếc em đang cầm trên tay là RA-AR00010R10B. Đây là bản quốc tế này các bác để ý này. Tại sao lại gọi bản quốc tế? Bản quốc tế thì nó sẽ là Japan Moment, không phải là Made in Japan. Đây, để các bác nhìn thấy không? Moment Japan. Đấy, tức là sao? Moment Japan tức là máy thì được sản xuất tại Nhật đó. Nhưng mà thân vỏ gia công lắp ráp thì có thể sản xuất tại hai nhà máy, một là Trung Quốc, hai là Thái Lan. Đấy, nôm na cho các bác dễ hiểu. Thì những cái con được sản xuất tại nhà máy Trung Quốc và Thái Lan thì nó gọi chung là Japan Moment hay là Moment Japan, tức là máy được sản xuất tại Nhật, còn hoàn thiện và lắp ráp thì sản xuất ở nước thứ ba. Con này thì nó vẫn có bản Made in Japan, nhưng mà bản Made in Japan thường thì nó cũng khó kiếm hơn và giá nó sẽ cao hơn những cái bản mà Japan Moment. Còn về cơ bản thì nó chẳng có gì khác nhau cả. Nó chỉ khác nhau là nhà máy A, nhà máy B. Nhà máy A thì nhân công đắt hơn, nhà máy B nhân công rẻ hơn, thế thôi. Còn quy trình, quy chuẩn thì toàn bộ là như nhau. Chứ không có chuyện mà con Samsung sản xuất ở Việt Nam thì nó kém hơn là con Samsung sản xuất ở Hàn Quốc, nó không có các bác nhé. Quy trình hết rồi. Chẳng qua là thằng Samsung ở Việt Nam thì nhân công nó rẻ bèo, rồi thuế má các kiểu các ông Việt Nam nó cho nhiều. Chứ còn về cơ bản thì nó như nhau cả. Để các bác chú ý cho em nhé. Rồi, thiết kế thân vỏ này, ba mắt đánh xước này, rồi đánh bóng này, càng rất đẹp, thon gọn này, kính sapphire. Núm có logo Orange này, size con này là size khoảng tầm 42 nhưng mà dễ đeo lắm các bác. Tay 15.7 đeo đã đẹp rồi. Ở đây là cái màu mới của 2024, cái màu đỏ chót luôn các bác chú ý nhé. Màu đỏ tươi luôn, rất đẹp luôn. Các bác phải để ý nhé. Bởi vì cái màu đỏ thì em thấy rất nhiều rồi, nhưng mà đỏ đẹp như con này thì phải nói là không nhiều đâu các bác. Đỏ nhưng mà nó là đỏ tươi, đẹp sang. Con này có trang bị dạ quang, kim dây đồng hồ nằm ở đây các bác nhé. Cho nên nó gọi là small circle là như vậy, kim dây nhỏ. Open hết ở lỗ góc 9 giờ này. Máy con này là máy F6S22. Các bác chú ý nhé, F6S22. Các bác nhìn thấy để ý không? Con này cái quả văng của nó, cái dòng chữ của nó chỉ là F sân cọc thôi. Còn với con mà Orange Sun and Moon này thì cái quả văng máy của nó sẽ là F sân cọc Thái Lan. Đâu, tức là máy thì nó sẽ được sản xuất tại nhà máy Epson ở Thái Lan. Đấy. Và Epson là ai? Epson nó là công ty chủ quản của thằng Orange. Và nó chính là công ty con của thằng Seiko. Đấy.
5.600.000 nha bác nhá. Hôm nay đầu tuần để giao lưu với bác, new 100% full box, giá 5.600.000. Kính sapphire rồi dạ quang rồi. Máy thì ngon, đầy đủ automatic, có hỗ trợ có tay dừng kim dây. Đó, đầy đủ size 42 nhưng mà lại rất dễ đeo. Màu thì màu mới quá đẹp, mà giá có 5.600.000 thôi. Con này cũng để cho các bác 5.600.000 thôi nhé nhé. Con này là đỏ tươi, con này là xanh lá tươi. Đấy, cũng trang bị là dạ quang, cọc kim vàng. Đấy, con này thì nó sẽ có mã hiệu là RA gạch AR0008E10B. À, một cái để các bác phân biệt nhé. Ở cái hàng bản quốc tế ấy, thì đuôi của nó thường là 10B này, các bác cứ để ý mà xem. Còn cái con bản Nhật nhé, thường cái đuôi của nó sẽ là 00B đấy, hoặc là 00 cái gì đấy. Thì 10 thì nó quy định là bản quốc tế, còn 00 thì nó quy định là bản Made in Japan. Cái đấy để cho các bác có thể phân biệt qua mã. Con này 5.600.000 các bác nhé. Hãng cũng sẽ bán bản quốc tế, các bác chú ý nhé, hãng cũng sẽ bán bản quốc tế. Hãng bán cái này hơn 11 triệu thì phải. Còn em mình bán nó 5.600.000 thôi, new 100% full box. Cam kết đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake. Quá ok đúng không các bác? Bác nào mà ở Hà Nội thì cứ đem đi mà check thoải mái. Đây. 5.600.000. Rồi, cuối cùng thì là em Oren Star màu xanh ngọc. Con này cũng không hẳn là xanh ngọc, con này là xanh lục đậm thì đúng hơn. Anh em thì vẫn hay gọi là xanh ngọc nhưng mà thực ra con này gọi là xanh xanh lục đậm thì đúng hơn. Để các bác để ý cái bảng cái mã quốc tế nhá. À, cái mã Nhật nội địa nhá, nó sẽ là RKAV0114E. Đấy, tức là nó không có cái đuôi 00B hay là 01B vân vân. Thì nó ghi là như này. Hoặc là cái bảng mà hoặc là nó sẽ có thêm một cái đuôi nữa. Các bác search nha. RK gạch AV0114E cũng được. Mà các bác search là RK gạch AV0114E00B cũng giả. Đấy, các bác cứ để ý mà xem. Đấy, tức là nó bớt đi ba cái chữ đằng sau. Nhưng mà đây vẫn là bản Nhật nội địa. Tức là sản xuất tại Nhật và bán tại Nhật. Các bác nhớ này, những cái bản sản xuất tại Nhật thì không được gọi là Nhật nội địa. Mà phải bán tại Nhật thì mới gọi là Nhật nội địa. Thường thì những cái mã này, những cái mã Nhật nội địa thì nó sẽ có cái tiếng này. Cái tiếng ở trên cái nền tảng này là tiếng Nhật luôn. Đó, thì nó gọi là Nhật nội địa. Bởi vì nó bán tại Nhật thì cho nên là nó phải ghi tiếng Nhật mà. Thì nó gọi là Nhật nội địa. Thì thực ra nó cũng chả có khác gì cái bản sản xuất tại Nhật nhưng mà bán ra nước ngoài cả. Nó chả có một cái gì khác nhau cả. Đấy, nhưng mà nhiều khi các bác cứ quan trọng hóa lên là nó phải Nhật nội địa. Thì bản sản xuất tại Nhật thì nó đã gọi là Nhật rồi. Chứ còn thực ra nó chả có gì khác nhau. Nhiều khi các bác kiểu quan trọng hóa quá. Rồi thì với chiếc này thì nó là xanh xanh lục đậm. Thực ra cái màu đúng của nó là xanh lục đậm chứ cũng không hẳn là xanh ngọc. Cái màu xanh ngọc nó phải tươi nhưng kiểu này thì mới gọi là xanh ngọc. Tức là màu xanh lá nhưng mà nó tươi hẳn nên nó ánh ánh một tí thì gọi là xanh ngọc. Con này gọi là xanh lá nhưng mà có thể pha gọi là xanh ngọc cũng được. Còn con này gọi là xanh lục nhưng mà nó xanh lục đậm. Đấy, tức là quay video như thế nào thì màu ngoài nó như vậy đấy các bác nhé. Thì các bác để ý này, ba mắt đánh xước, hai chỉ đánh bóng này, kính sapphire có phủ chống lóa rất trong này, thiết kế càng đẹp. Nói chung là máy cũng giống hệt con kia thôi, nó khác màu thôi. Con này đang bán là 12 năm, hôm nay giao lưu với các bác là 10.800.000. Rẻ chứ các bác. Rẻ luôn nhá các bác nhá. Quá rẻ. Giá không cần phải nghĩ nữa. Đấy. Toàn bộ giống con kia thôi, nó chỉ khác màu thôi. Đây các bác nhỉ. Một tay 15.7 các bác chú ý nhá. 15.7 đã đẹp như này rồi thì cũng không cần phải bàn nữa. Cái kiểu dáng quá ấn tượng. Con này nếu mà các bác check theo mã thì hãng đang bán ở này rơi vào tầm 26 triệu chưa chưa giảm giá. Đấy. Giao lưu với bác bao nhiêu? Giao lưu với bác 10.800.000, quá rẻ, rẻ nhất thị trường. Rồi, đó là những cái con Oren mà em đang có ở đây. Oren thường thì em sẽ về hàng mới bởi vì thực ra thì hàng hàng cũ Oren thì nó cũng chả tranh được bao nhiêu giá. Nên là lấy luôn hàng mới. Lấy thì thường Oren em sẽ có số lượng lớn cho nên em cũng thi thoảng cũng hay sale. Hôm nay thì sale thôi các bác nhé, sale vui thôi,
sale mấy hôm thì thôi lại quay về giá cũ thôi nhé. Nên nếu các bác nào mà đang có đủ điều kiện thì chơi Oren trong cái tầm này thì giá nó vừa phải. Đấy các bác chú ý nha, em đọc lại giá thêm một lần nữa này: 4 triệu 6 này, 6 triệu 6 này, 13 triệu 500, 5 triệu 6, 5 triệu 6 và 10 triệu 800 ngàn. Quá rẻ rồi, không mặc cả các bác nha. Bảo hành vẫn 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện fake. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả. Tất nhiên là đối với những cái sản phẩm giá trị cao thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này mong các bác thông cảm cho em Minh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.